Chào mừng mọi người đến với chương trình Vào bếp cùng người nông dân Farmer's Kitchen. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm một món ăn sáng rất là phổ biến tại các nước châu Âu, với thành phần nguyên liệu đơn giản, chế biến nhanh, cực kỳ tốt cho sức khỏe. Đó là món sữa chua ngũ cốc trái cây. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng lướt qua các loại nguyên liệu. Sữa chua không đường, ngũ cốc nướng vị trái cây, hạt chia, chuối, dâu tây, kiwi và mật ong. Đây là thành phần sẽ thay vị ngọt của đường. Chúng ta hạn chế sử dụng đường để món ăn thêm phần tốt cho sức khỏe. Mọi người cũng có thể sử dụng các loại trái cây khác. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng sơ chế các loại trái cây tươi. Đối với phần khẩu phần ăn là khoảng 1 ly 300ml thì mình sẽ sử dụng 4 trái dâu tây, nửa trái kiwi và một trái chuối. Dâu tây thì các bạn cắt bỏ phần cuống, cắt làm tư. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ loại dâu tây nào trên thị trường. Hiện tại trên thị trường sẽ có khoảng tầm 4 loại dâu tây đang vào mùa. Đó là dâu tây Hàn Quốc của Đà Lạt, dâu tây Nhật Bản của Đà Lạt và dâu tây New Zealand. Ngoài ra còn có dâu tây, dâu đá, là dâu Mỹ đó các bạn, cũng đến từ Đà Lạt luôn. Hiện tại thì chúng ta chưa vào mùa dâu Hàn Quốc nhập khẩu nhé. Rồi đây là 4 trái dâu tây. Tới phần kiwi, trái kiwi này mình mua nó bị hơi chín, tại vì thì mình sẽ hơi hao một tí xíu. Kiwi các bạn cắt bỏ phần vỏ đi. Các bạn cũng có thể sử dụng loại kiwi vàng nếu các bạn muốn ăn ngọt. Mình thì mình thích vị hơi chua một tí xíu cho nên mình lựa chọn là kiwi xanh. Đối với kiwi thì kiwi vàng, cái thành phần dinh dưỡng của kiwi vàng nó cũng cao hơn và vị ngọt hơn. Và mình thấy thì đa phần người Việt thì thích kiwi vàng hơn. Cắt lát và các bạn cắt nhỏ nhé. Rồi mình sẽ để đây. Tiếp theo là phần chuối. Đối với cái một ly này thì mình sử dụng một trái chuối. Các bạn có thể sử dụng cả chuối của La Ba của Đà Lạt, hoặc là các bạn hôm nay thì mình không mua được chuối La Ba Đà Lạt thì mình sử dụng là chuối sim. Các bạn cắt lát tròn ha. Rồi, mình sẽ dọn cái phần đĩa, cái thớt ở đây nhé, ở một bên. Và đây là phần trái cây mà mình đang có, 3 loại, cái ly của mình. Mình có, đã chuẩn bị sẵn sữa chua. Mình chuẩn bị sẵn phần, đây là phần ngũ cốc nướng, mật ong và hạt chia. Thì cách làm của phần sữa chua ngũ cốc trái cây này, các bạn sẽ sử dụng, mình sẽ cho dâu tây vào trước, mình sẽ chia phần dâu tây này làm đôi và mình sẽ cho một phần dâu tây vào trước. Sau đó mình sẽ cho một phần ngũ cốc, 2 muỗng ngũ cốc. Muỗng sữa chua. Các bạn cứ bỏ hết lớp này đến lớp khác các loại nguyên liệu ở đây. Mình sẽ cho một muỗng mật ong, khoảng một muỗng vơi vơi nha các bạn, chứ không sẽ bị ngọt. Tiếp theo mình sẽ cho kiwi. Và chuối, một phần, một nửa cái phần chuối đó. Tiếp tục, vẫn bỏ 2 muỗng ngũ cốc nướng. Thành phần chính của phần ngũ cốc nướng này sẽ là yến mạch và các loại hạt. Tiếp theo mình sẽ cho
dâu tây, một ít dâu tây, rồi một khoảng 2-3 muỗng sữa chua, tùy sở thích của mọi người, thích ăn nhiều sữa chua hay ít sữa chua ha. Rồi tiếp theo là mình bỏ hết cái phần chuối và dâu tây vào. Rồi cho thêm một xíu ngũ cốc, xíu sữa chua, và một ít mật ong. Các bạn cứ bỏ đều, tùy sở thích của mình không có cần cố định thứ tự gì cả nhé. Và cuối cùng các bạn có thể bỏ thêm một ít hạt chia nếu các bạn muốn tăng cái dinh dưỡng là protein và chất xơ. Thì hạt chia mình sẽ rắc một ít thôi, mình không thích hạt chia lắm. Rồi đây là thành phẩm của chúng ta. Như các bạn thấy là mình sẽ có một cái ly sữa chua ngũ cốc trái cây với các thành phần được phân lớp. Các bạn không cần phải xay sinh tố, các bạn mất khoảng thời gian chỉ cần khoảng tầm 3-5 phút vào buổi sáng các bạn có thể để làm được món ăn này cho mình rồi. Với một ly khoảng 300ml này các bạn có thể đầy đủ dinh dưỡng cho một buổi sáng. Hoặc là khi các bạn không kịp ăn trưa, các bạn cũng có thể chuẩn bị món này ở văn phòng để mà ăn. Hoặc là sau khi tập thể thao các bạn cũng có thể ăn món này, vì nó có thành phần là sữa chua, mật ong, các loại hạt, ngũ cốc, protein, vitamin, dầu chất xơ và hoàn toàn không có tinh bột. Rất tốt cho các sức khỏe nha các bạn. Nếu các bạn có thời gian hãy thử làm món sữa chua trái cây ngũ cốc này nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những số sau của chương trình Vào Bếp Cùng Người Nông Dân Farmer's Kitchen. Xin chào và hẹn gặp lại.